ta chỉ giấu hình lực ta bằng tận phải để lẫn nhau. Hãy em đi bay đi đâu cứ nói để anh sẽ áp. Bây giờ em bay từ mùa đông anh sẽ tận mùa hè năm sau. Anh thích cảm giác âm được con em thì tên của em trong đó. Anh sẽ lấp đầy vì những khoảng trống mà em đang có. Anh đã cho em những lời suy thức và hơi lên đó. Làm cho em nhìn về mười năm sau em đã không được được tin đông đỏ. Và anh là trong năm trời tôi cũng ok hết.
rượu tài ca. Đi vào club chi phát và hoa quả tươi đã đặt trên màn, bọn tao cùng nở. Quen mặt hết mấy thằng dân chơi khi lên sàn. Ôi người yêu vẫn soi cái đẹp trong men say rượu cay thêm nồng. Bọn tao tìm cho mình một góc tối, cả hội trên nhau vài viên tim lồng. Chiều ăn con quần nở độ dung vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Bọn tao phóng thẳng ra hương phố Huế lăn nao suy nghĩ không có dài dòng. Thích hip hop thì vào nhất lòng, bông thuận nhượng gần phố hàng bông. Áo sơ mi cắm thủng sáng bóng trông chả khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Hà Nội xin của tao. Sắc bật sân hàng bờ trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ Hà Nội gì của tao đây. Sao cơ sao cơ sao cơ, dân ma túy vẫn là ngọn chợ. Mấy thằng lâu đây vẫn luôn vỡ nợ. Yeah, tôi hát trên cảm hội đêm quên bị New Center nghỉ. Tôi mơ sáng vẫn ngồi cầm chỉ, bọn tao không có thằng nào quên ví. Anh em sống trên từng đoạn sáng, anh em cạn hệ lấy rượu đầy. Bọn tao đây sinh ra không cùng năm nhưng nguyện chết bên nhau cùng một ngày. Thi thoảng qua đêm và vật quán nếp, bọn tao chặn mở IRC. Nhìn cái nick là đủ đoán được em này chắc chắn là sinh và phê. Giờ gờ về bờ và số 6, bọn tao phóng thẳng lao đi kiếm nét cho em một suất cơm răng dưa bỏ trứng ốc. Thức gì là em chiều hết sang ra lâm phố xa và ốm. Trời, thanh niên thì rất giản dị, để kiểu đầu của Armani như là Lê Minh. Ăn đi lâu quanh Phú Thành chưa xuất hiện thằng chi đi. Avenit, Acom, Dylan, Master, Bubbly và Majesty. Sim Thái Mark, Highway, Cờ Vi và đèn mét đỏ thì không phải nghĩ quần bò lì và đen 501 áo vợ sắt chỉ hiểm mê đốt xa hình từ sau lưng cầm cờ đoàn đua. Mấy thằng bám đuôi theo sau hoa đá và tân sổ mà bây giờ còn được gọi dưới cái tên thân mật quần khủ. Chợ Đồng Xuân lúc ấy cầm trịch là Chu Khánh Trắng vẫn đang làm chủ. Bọn dân chơi với tên rất nhẹ nổi tiếng là trò đánh bóng đắt xe cắm ra cắm vào đặng dung chục lần tiền lại chính xác 10.000 một tê. Đây là Hà Nội xin của tao. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ sao cơ sao cơ, đừng có sẵn bật sẵn hầu mơ trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ Hà Nội xin của tao. Sao cơ sao cơ sao cơ, dân ma túy vẫn là ngọn chợ. Mấy thằng lâu đây vẫn luôn vỡ nợ. Đây là Hà Nội xin của tao. Sao cơ sao cơ sao cơ, đừng có sẵn bật sẵn hầu mơ trung tâm mực nhất vẫn là bờ hồ Hà Nội xin của tao. Sao cơ sao cơ sao cơ, dân ma túy vẫn là ngọn chợ. Mấy thằng lâu đây vẫn luôn vỡ nợ. Đây là Hà Nội xin của tao. Mùa đông đã trời.
lại không yên, lẻ loi bản thân xa xôi. Nhưng ngày hôm nay tôi rất thất vọng.